Trong thời gian Đỗ Sinh về làm những chương trình cây cảnh nghệ thuật ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chúng tôi có đến xã Hải Minh, Hải Hậu thăm gia đình nhà cụ Mai Xuân Thỉnh. Cụ Mai Xuân Thỉnh là một nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam thuộc xã Hải Minh, Hải Hậu. Chúng tôi sẽ thực hiện những cái phóng sự hương sắc Đỗ Sinh với vườn cảnh nhà cụ Mai Xuân Thỉnh. Năm nay cụ đã 82 tuổi. Với cái lòng đam mê sinh vật cảnh và với cái sức khỏe ở tuổi 82, nhưng cụ rất là say mê, miệt mài làm việc và đã đem lại những cái tác phẩm đẹp, có tiếng trên đất Hải Hậu Nam Định. Bây giờ chúng ta cùng đi vào để tham quan khuôn viên nhà cụ. Đến với khuôn viên vườn cảnh gia đình cụ Mai Xuân Thỉnh, một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật mà đã nổi tiếng trong khu vực Nam Định và các tỉnh phía Bắc. Chúng ta cùng nhau tham quan và nghe cụ Mai Xuân Thỉnh có đôi điều tâm sự về các tác phẩm nổi tiếng của cụ. Và đứng trước một tác phẩm đẹp kinh điển như thế này thì chúng ta cùng nghe cụ Mai Xuân Thỉnh có đôi điều tâm sự với tác phẩm của mình. Cái cây xanh này thì trước đây ở một gia đình thì tôi có mua được, thì tính đến nay riêng từ cái cụ mà cấy đầu tiên cho đến bây giờ là đời thứ bảy đã ra đời. Thì về trước đây thì trong một cái hang và cây của nó thì chưa hoàn chỉnh, thì về đến gia đình thì tôi đã tác động đến nay và làm được ra như thế này. 2010, đoàn sinh vật cảnh, ban chấp hành sinh vật cảnh của tỉnh Nam Định về với kiểm tra đi tìm tác phẩm để dự nghìn năm Thăng Long. Thì đoàn của tỉnh có đặt cho một cái tên là Ngũ Đại Đồng Đường. Vâng. Đó, thì tôi cũng lấy cái tên đó từ ngày ấy đến bây giờ. Thì đến khi mà kỷ niệm 120 năm Hải Hậu thì có những khán giả tham gia thì nên đặt là Cốt Cách Nhân Văn Hải Minh Hải Hậu Nam Định. Sau nữa lại có những ý kiến đặt cho cái tên là Quần Thụ Ngũ Lão Tản Vân. Đấy. Nhưng mà rồi tên nữa là Ngũ Lão Giáng Đỉnh. Vâng. Đấy. Nhưng cuối cùng vẫn lấy cái tên là Ngũ Đại Đồng Đường mà tỉnh hội sinh vật cảnh Nam Định đã đặt cho. Thì cái cây này lúc cao điểm là giá tới 6 tỷ rưỡi. Nhưng mà vì tại sao mà không dám bán? Báo cáo với tất cả quý khách là vì cái cành của một cây thì xuất hiện ra giống một con lai. Mà con lai là con lộc. Mà đã lộc đến với gia đình nhà mình mà xuất đi
thì cũng không được hay lắm. À, tức là cái cành đây chứ ông đây, Vinh đây, ạ. Vâng. Cái cành mà có cái đai. Có cái đai đấy. À, đúng nó hai cái chân nó nạo về đằng trước thì cổ nó quay về thân chính, còn ngà nó thì ra phía phía bắc. Đấy. Vâng. Chính từ cái chỗ đó tôi mới suy nghĩ, nếu mà chữ Hán lộc đến với gia đình nhà mình mà để lộc còn ra khỏi nhà về người khác thì mình không giữ được lộc thì cũng không nên, cho nên là quyết tâm là để lại nó là thành cây của gia đình, rồi còn khi nào bán hay chuyển nhượng thì cái đó thì hãy tính sau ạ, báo cáo với quý khách người ta. Vâng. À, chúng ta vừa nghe cụ Thỉnh, một cụ nghệ nhân Việt Nam 82 tuổi, chia sẻ với chúng ta về tác phẩm xanh Ngũ Đại Đồng Đường, với cái nhiều cái ý nghĩa, về nhiều những cái thăng trầm của tác phẩm qua những cái thời gian, qua những cái tên gắn liền với tác phẩm. Cụ đứng dịch vào cháu chụp kiểu ảnh nhé. Vâng, đây là cái ảnh mà ảnh bìa của cái video của khuôn viên vườn cảnh nhà cụ. Được rồi cụ ạ. Gớm là sao chưa đàn em này này vì gớm. Sau khi chia sẻ cái tác phẩm xanh có tên là Ngũ Đại Đồng Đường, chúng tôi cũng đi tham quan cái không gian chung trước khuôn viên gia đình của cụ Thỉnh, để gửi đến các bạn cái hình ảnh trong một khuôn viên gia đình của một cụ nghệ nhân, đúng với phong cách, đúng với hình ảnh của gia đình nghệ nhân sinh vật cảnh. Vào khuôn viên vườn cảnh của một cụ nghệ nhân, chúng ta cảm thấy là rất là sinh động, từ cách bài trí, vị trí, từ cách những cái đường nét bệ rễ, từ những hình ảnh tổng thể của những tác phẩm. Đây mới là không gian của một cụ nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam. Mới thực sự là gắn bó với cái danh hiệu của cụ, mới thực sự là hình ảnh của những người đam mê cây cảnh nghệ thuật, chứ không phải như một số những hình ảnh mà chúng tôi đến được giới thiệu là nghệ nhân, nhưng mà những cái cây cối, những cái bài trí trong khuôn viên rất là lộn xộn. Đây, cái tên cây này tôi đặt tên là Mai Bò. Vâng. Có bốn câu là Mai Bò tản vân, tần ngần nằm trên bàn thạch. Đấy là nội dung của cái cây Mai Bò nằm trên hòn đá đó. Vâng. Ngày hôm qua cháu chia sẻ ở ngoài triển lãm Hải Hậu cũng có một tác phẩm Mai Bò. Trong ống kính của cháu có ghi nhận một cái tác phẩm Mai Bò. Chiều nay cháu sẽ phát cái video ấy lên. Vào nhà cụ cháu cũng được thưởng thức một tác phẩm Mai Bò. Nhưng mà tác phẩm Mai Bò ở ngoài triển lãm thì không có trên bàn thạch. Trong nhà cụ là có bàn thạch. Trên một cái bệ đá. Rất là vững chắc. Người ta có cái câu là vững như bàn thạch.
những chiếc đèn đá và những tấm bia truyền thống của về học tập trai gái dâu rể của gia tộc họ Mai. Vâng. Tất cả những cái hình ảnh này đều gợi lên một cái nếp gia phong, một cái nếp mà có một cái sức hút về hiếu học của một dòng họ rất là trân trọng. Cụ có thể giới thiệu với chúng ta một hai tác phẩm nữa trong cuốn video này để cháu chuyển sang video thứ hai. Miền Bắc gọi là cây si, nhưng mà tiếng miền Nam gọi là cây gừa. À vâng, vâng. Vâng, nó là cây gừa. Thì cái này là tôi cũng thợ đưa từ ở trong miền Nam ra, tôi sưu tầm được. Là vì thấy nó có những cái bộ rễ và thân nhất là sần sùi, lá nhỏ đi. Như vậy là chứng tỏ là cái cây tác phẩm này nó cũng không, về thời gian không phải là ngắn mới làm được, mà nó qua một quá trình đến giờ này thì nó mới được như thế này. Và đây cũng có một cái, đây là cái gốc si đỏ, si đỏ, si búp đỏ, si búp đỏ. À, như vậy là trước đây nó ngồi trên một cái núi đá, sau đó về đây tôi mới đập bỏ núi đá đi, lấy lại cái cốt ở bên trong, đến giờ này nó được như thế này. Đây là cái cây xanh, gọi là xanh quê, tức là xanh hải hậu, búp đỏ. Thì một quá trình không phải là cây nào nó cũng được như thế này. Vì cái cây này nó tỏa ra rất nhiều rễ, và qua một quá trình ôm lấy chặt một hòn đá mà đến bây giờ nó mịn, thì cái thời gian của nó thì ta cũng chưa thể tính được cái thời gian của nó. Từ cái rễ bắt đầu do nắng và mưa, bây giờ nó thành ra như da con cá sấu. Thì riêng về cá nhân tôi thấy cái cây này nó chung sống với mình, do cái tác phẩm mình làm nên đến giờ này thì nó về cổ kỳ, còn mỹ thì chưa đẹp lắm. Vâng. Thì báo cáo với, còn cổ kỳ thì hai tiêu chí cũng đạt. Một cây xương cá mà người sưu tầm được, người ta đã đưa về tạo tác và chế tác nó như thế này. Sau khi đi tham quan thì tôi mới phát hiện ra và tôi sưu tầm được, đưa về. Thì đến nay nói về thời gian nó u biếu sần cục như thế này thì chưa tính, không biết là tính nó là bao nhiêu tuổi, nhưng mà biết rằng cổ thì đạt tiêu chí, kỳ nó có cái tính kỳ của nó, mỹ thì nó cũng tạm tạm, trông cũng tạm tạm, còn cổ ninh tinh quái thì cái chữ quái nó cũng có một phần nào ở trong này, thì báo cáo với quý khách như thế. Chúng ta quan sát cái cây xương cá qua giới thiệu của cụ Mai Xuân Thịnh. Đây là một trong những cái cây xương cá có cái bệ rất lớn. Nói về mỹ của xương cá thì để so sánh xương cá với như những cái cây cây si, cây đề về phần bông tán thì chúng ta không thể so sánh được. Bởi vì xương cá không thể làm đạt mức độ được như thế. Nhưng mà đến với cái dòng cây xương cá thì với hình ảnh này chúng ta đã chấp nhận đây là một tác phẩm đã đủ cổ kỳ mỹ. Vâng. Nói đến xanh búp đỏ, ngay bên cạnh xương cá còn có một cái tác phẩm xanh búp đỏ mà nổi bật hơn cả. Đó là những cái búp vừa mới ra, màu đỏ như hoa, rất là đẹp. Chúng ta chia sẻ cái phần búp đỏ để gợi lên những cái như là những cái bông hoa như thế này. Sau đó soi ống kính đến phần thân bệ.
một bệ xanh có tuổi đời rất cao. Từ những cái đường nét dễ dễ ôm đá, dễ buông, bệ thân cho đến tay chi lên đến ngọn đều một cái màu mốc, màu dấu ấn của thời gian, đã nói lên một cây xanh rất nhiều năm tháng, cái sự trường tồn đã được thể hiện rất rõ. Với hình ảnh cây xanh búp đỏ, chúng ta vừa thưởng thức. Đỗ Sinh xin dừng video thứ nhất tại đây để chúng ta chuyển sang video thứ hai, tiếp tục cùng với cụ Mai Xuân Thỉnh giới thiệu về những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật trong khuôn viên nhà mình.